hello các bạn nhé thì hôm nay tính là livestream để chia sẻ các bạn về cái sản phẩm tiếp theo của mình đó là cái sd tốc độ cực cao mì ăn liền và cũng qua đây thì uh, thông báo các bạn về cái vấn đề usb boot của mình đang ở cái tình trạng là cháy hàng thì uh, mình sẽ nói cái vấn đề đầu tiên đó là cái sd tốc độ cực cao mì ăn liền đây không phải là lần đầu tiên mình làm về cái vấn đề này thực ra thì cái uh, ổ sd này á, mình đã làm cách đây 3 năm trước rồi cho đến bây giờ và đây là một dịch vụ mình vẫn duy trì từ trước đến giờ thì uh, đây các bạn trên tay mình là một cái sd của hãng samsung uh, nó có cái mã là 870 Evo dung lượng 250 g thì đây là một cái ổ SD tốc độ rất là cao chuẩn 2.5 inch à, đời mới nhất của Samsung bây giờ và mình nghĩ chắc hiện tại bây giờ ở trên thị trường chắc không có hãng nào mà qua mặt được Samsung và nếu mà so về à, à, cái ổ 2.5 inch này đâu nha về cái chuẩn mà NVMe thì mình không nói nhưng mà cái chuẩn mà 2.5 inch ấy thì mình nghĩ chắc không nào qua được Samsung ở cái à, model 870 Evo này đâu đó thì à, cái ổ này á bây giờ các bạn có thể là à, order cho mình qua hai lựa chọn cái lựa chọn thứ nhất đấy là các bạn sẽ tự chọn cho các bạn một cái ổ SD mà các bạn mong muốn ví dụ như các bạn không thích cái ổ Samsung này hoặc là các bạn thấy là ổ Samsung này nó mắc quá các bạn không muốn mua thì các bạn có thể chọn những ổ khác ví dụ như là à, Kington, Kingmark, hoặc là Colorful hoặc là bất cứ cái hãng nào đó các bạn thích rồi các bạn sẽ à, cho mình biết là các bạn à, muốn mua cái ổ như vậy thì mình sẽ tiến hành là mình order và mình sẽ báo giá cho bạn biết là cái ổ đó khi mà ship về tới mình là bao nhiêu rồi mình sẽ cộng cho 200 ngàn phí để mà mình cài win rồi mình chỉnh sửa mọi thứ cho các bạn và thêm 100 ngàn nữa là cái phí để mình chuyển phát nhanh gửi đến cho các bạn tại vì mình sử dụng cái dịch vụ chuyển phát nhanh của bưu điện đấy nó rất là an toàn và nó nhanh, chứ mình không có sử dụng những dịch vụ mà uh, ship ở bên ngoài, đấy những dịch vụ đó nhiều khi là có khi nó ship, có khi nó không ship, nó làm nhỡ mất thời gian của mình, rồi có khi thì bị lừa đảo rồi đủ thứ các kiểu, nói chung là hoàn toàn là van lắm, cho nên mình không thích sử dụng những dịch vụ đó, mà mình sử dụng những dịch vụ là của bưu điện chuyển phát nhanh, nó hơi mắc một tí nhưng mà nó vừa nhanh và nó vừa an toàn, các bạn nhá, đấy, thì uh, cái uh, mình nói ví dụ như cái ổ này đi cái ổ này là mình đang làm cho khách hàng của mình đây thì cái ổ này á là cái giá mà order mình order về tới chỗ mình á là 1 triệu 110 ngàn đấy 1 triệu 110 ngàn là cái ổ này không nha về tới chỗ mình thì mình mua cái giá này là rẻ nhất rồi mình order trên Lazada thôi chứ mình chả lấy đâu đâu thật luôn đó các bạn có thể lên Lazada các bạn kiểm chứng thì đây là cái ổ mà cái giá là rẻ nhất rồi cái này tính cả phí ship luôn đó nha, tính cả phí ship về chỗ mình luôn á. Chứ còn cái giá của nó thì nó chỉ có như là 1 triệu lẻ 90 mấy ngàn hay là 80 mấy ngàn thì thôi. Tính cả phí ship về chỗ mình luôn thì nó là 1 triệu 110 ngàn. đó Rồi à, mình sẽ cộng thêm cho 200 ngàn công cài đặt rồi chỉnh sửa và 100 ngàn tiền chuyển phát nhanh. Thì coi như là 1 triệu 110 ngàn cộng với 300 ngàn thành 1 triệu 410 ngàn đó thì nếu như các bạn mà uh, muốn order bên mình thì các bạn một là các bạn tự chọn ổ cứng mà các bạn muốn tự chọn sd mà các bạn muốn ha, bất cứ hãng nào rồi các bạn uh, cho mình biết là bạn muốn mua cái ổ như vậy như vậy đó dung lượng là bao nhiêu rồi của hãng nào thì mình sẽ tiến hành là mình cũng order rồi coi xem cái giá về tới chúng mình là bao nhiêu rồi mình cộng cho cái phí cài đặt cộng với cái phí chuyển phát tổng cộng là bao nhiêu rồi mình báo giá lại cho bên báo giá lại cho bạn thì nếu mà bạn cảm thấy là cái giá này bạn chấp nhận được thì bạn uh, ok với mình để mình tiến hành là mình đặt hàng về và mình làm sau đó mình sẽ chuyển phát nhanh cho bạn ha đó rồi uh, cái lựa chọn thứ hai là mình sẽ luôn luôn xài cái ổ này ha có nghĩa là lúc nào là mình cũng đặt cái ổ này sẵn mình để ở nhà và mình sẽ làm sẵn để nếu như bạn nào có nhu cầu cần một cái ổ 870 Evo cái dung lượng là tầm 250 GB này thôi thì mình sẽ ship cho bạn luôn, khỏi mất công phải chờ đợi gì hết. Đó, đó là cái lựa chọn thứ hai. Còn lựa chọn thứ nhất là các bạn có thể là lựa chọn bất cứ cái hãng nào. Dung lượng nào các bạn muốn và các bạn báo cho mình biết để mình tiến hành là mình order về và mình làm sau đó mình gửi cho các bạn ha. Đó thì cái ổ này á à, mình đã tiến hành là cài đặt cái bản Windows 10 mới nhất 21H1 lên đây Cập nhật tất cả đủ thứ các bạn cập nhật lên đây hết rồi Cài đặt những cái phần mềm cơ bản lên đây Đó Còn nếu mà bạn có yêu cầu là cài đặt thêm phần mềm gì Thì mình cũng cài lên đây cho bạn luôn Nha Đấy cài hết lên đây cho bạn Rồi có một cái nữa là nhiều bạn nói mình là Lỡ mà ví dụ như cài lên Mà mang về gắn vào máy bạn nó không chạy được thì sao Lỡ nó không hợp chuẩn thì sao Thì trước khi mà các bạn liên hệ mình Để đặt mua cái ổ này ấy thì mình sẽ hỏi các bạn là máy các bạn nó đang chạy cái win gì và nó đang chạy cái chuẩn gì. Ví dụ như máy các bạn chạy win 7 đúng không? Thì mình sẽ cài mà nếu các bạn vẫn muốn là cài win 7 thì mình sẽ cài win 7 lên. Còn ví dụ máy các bạn chạy win 10 thì mình sẽ hỏi xem là bạn đang chạy chuẩn Legacy hay là UEFI để mình biết chính xác là cái máy các bạn đang chạy cái chuẩn đó và mình sẽ cài đúng cái win chuẩn đấy. Thì bạn chỉ việc gắn vào là chạy à, chứ không có chật đi đâu được hết nha. Đó, thì đây là cái vấn đề mà khi các bạn liên hệ mình để đặt cái SD tốc độ cực cao mì ăn liền các bạn nha mình gọi là mì ăn liền là bởi vì các bạn về các bạn đâu làm gì đâu chỉ việc gắn vào là chạy thôi đấy trái ngược hoàn toàn với lời thầy huấn nói đúng không thầy huấn nói là không làm mà đòi có ăn thì chỉ ăn mứt ăn đuôi bò thôi còn này không làm mà vẫn có ăn các bạn nha đó thì đây là về cái ổ sd mì ăn liền mình muốn chia sẻ các bạn thì uh, bạn nào có nhu cầu các bạn cứ liên hệ với mình theo số điện thoại mà mình để trên cái màn hình đó Nha. mình sẽ tiến hành là mình uh, làm và mình gửi cho các bạn thì uh, có nhiều bạn nói mình là bây giờ lại chuyển sang bán linh kiện hả bán sd hả bán uh, usb hả thì mình nói thật các bạn cái này á mình không có phải là người bán linh kiện các bạn nhé mình không bao giờ mà mình bán linh kiện mình làm cái kiểu này á giống như là mình đang hỗ trợ cho các bạn thôi thay vì là các bạn alo kêu mình sửa máy thì cái này mình đã làm hết cho các bạn rồi các bạn khỏi cần phải sửa xiếc gì ấy. chỉ việc là cắm vào là xài thôi giờ ví dụ như chẳng hạn các bạn đang có nhu cầu là nâng cấp một ổ sd thì các bạn mua sd về nhà bạn các bạn không biết cài rồi các bạn lại alo cho mình thì mình cũng lại phải cài cho các bạn thôi thì đằng này ấy, mình order luôn thay vì các bạn order thì mình order sau bắt đầu mình cài hết cho các bạn sau bắt đầu mình ship về cho các bạn xong bạn đi việc gắn và xài khỏi cần làm gì hết nha đó rồi đó là cái vấn đề về cái ổ sd tốc độ cao mì ăn liền cái vấn đề tiếp theo là về cái USB Boot Thì như các bạn biết là trong cái buổi livestream ngày hôm qua, mình có chia sẻ các bạn đây là cái USB Boot Mà mình vừa mới nâng cấp lên phiên bản tiếp theo đó là cái dung lượng 64GB Thì trong cái phiên bản trước ấy, là mình có tung ra là cái phiên bản chỉ có 16GB thôi các bạn À, và mình quyết định là trong cái phiên bản thứ hai này là mình nâng cấp thẳng lên 64 G luôn chứ mình không có chơi 32 G nữa 64 G để cho nó chép thoải mái luôn tại vì có rất là nhiều anh em là nói mình là nhờ mình là cài rất là nhiều cái phần mềm về ông này chép rất là nhiều phần mềm về ông này và đủ thứ các kiểu hết đấy cho nên là mình quyết định là chơi luôn cái USB lớn như này để các bạn muốn chép gì cũng được thoải mái thì à, thật sự là rất là cảm ơn tất cả các bạn các chú các anh sau cái buổi livestream ngày hôm qua thì mọi người đã uh, gọi điện cho mình quá trời luôn và đặt hàng thì uh, trong buổi livestream ngày hôm qua mình có nói với các bạn là mình chỉ có lấy 5 cái về để mình làm demo thôi tại vì bên cái chỗ mình lấy usb á thì người ta bán 16 g rất là nhiều nhưng mà 64 g này thì rất là ít người ta không có cho nên là mình chỉ có lấy đỡ trước 5 cái về để mình demo thử coi xem như thế nào thì uh, hôm qua vừa xong livestream phát rất là nhiều người uh, gọi điện cho mình để order thì năm cái bay luôn và mình hiện tại bây giờ mình vẫn đang nợ năm đơn của năm người nữa có nghĩa là 10 người đó 10 người thì uh, bây giờ là chỉ có năm cái thôi thì mình sẽ giao cho năm người mà order trước còn năm người kia ấy, thì mình vẫn đang tiến hành là mình uh, order usb về để mình làm và mình giao cho những người này thì có một cái điều muốn thông báo các bạn ở đây ấy. Mình nói là USB cháy hàng thì sao bởi vì là rất là xui các bạn ạ, rất là xui luôn là khi mà mình order cái USB này ở bên cái nơi mà mình hay mua đó thì không còn hàng nữa các bạn, không còn hàng nữa và thông tin là bên SanDisk người ta không có sản xuất cái dòng 64GB này nữa. Người ta chỉ còn làm cái dòng 32 và dòng 16 thôi, người ta không làm dòng 64 này nữa Bởi vì cái dòng 64 này ấy, rất là ít người xài cho nên người ta không làm nữa Người ta chỉ làm 16 và 32 thôi, thực sự là mình cảm thấy là rất là tiếc luôn Bởi vì một cái USB dung lượng lớn, xài rất là ngon, tốc độ cao nữa Tại vì mình đã kiểm tra rất là nhiều hãng khác rồi Thì mình thấy là chỉ có SanDisk là tốc độ nó cao nhất tốc độ đọc của nó được 100 m và tốc độ ghi của nó được 20 m những hãng khác thì tốc độ đọc cũng 100 m nhưng mà tốc độ ghi chỉ có 10 m không được 20 m còn thằng này được 20 m luôn cho nên nó nhanh hơn một chút nó khá là ok đấy nhưng mà bây giờ là người ta không làm nữa cho nên là đàn phải chịu các bạn thì uh, mình đang gom ở những cái nơi khác về để cho nó đủ số lượng USB của những người đã đặt để mình à, à, tiến hành là mình à, giao hết cho mọi người cho nó kịp còn à, sắp tới thì chắc là sẽ phải tiếp tục gom nữa ha tiếp tục gom nữa để à, đủ để đáp ứng cho các bạn thì các bạn cứ yên tâm đi mình cũng đã tìm ra được một nguồn rồi mình đã tìm ra được nguồn usb rồi chắc chắn là sẽ lúc nào cũng có nếu như các bạn mà có nhu cầu thì à, nếu mà mình mà lấy về mà không kịp ấy thì hẹn các bạn là trong vòng tầm khoảng cỡ 4 ngày hoặc là 5 ngày bởi vì bắt buộc là phải có thời gian để cho ở cái nơi những cái nơi đó người ta chuyển hàng cho mình tại cũng khá là xa các bạn nha khá là xa để người ta có thời gian ta chuyển về đây cho mình với lại nhất là trong cái thời gian này các bạn biết đấy dịch dịch bệnh rất là khó luôn và các đại lý người ta không nhập hàng về Việt Nam được các bạn nha không nhập hàng về Việt Nam được cho nên là tình trạng khan hiếm hiếm hàng là rất là Gây gắt vô cùng cho nên mình cũng không có thể nào mình <laughs> nhập USB về được đấy còn cái dòng mà 16 g thì người ta bán nhiều ấy cho nên người ta lấy về nhiều lắm cho nên mình mới nói các bạn là tháng vừa rồi là một thùng năm chục cái là như vậy còn cái này ấy, hồi hồi sáng mình có uh, gọi điện lên mình order thì người ta nói là không còn hàng nữa các bạn chứ không thôi là mình cũng quất luôn một thùng năm chục cái để mình về mình làm cho các bạn nhưng mà không có các bạn nhá đó thì nhưng mà các bạn cứ yên tâm đi, mình đã tìm ra được nguồn hàng và chắc chắn luôn thì mình sẽ lấy về để mình tiếp tục để mình đáp ứng, phục vụ cho các bạn. Thì bạn nào đang có nhu cầu về USB boot, các bạn cứ liên hệ mình nhé, USB boot. Đấy. Rồi ổ cứng SD, tốc độ cao mì ăn liền. Đấy các bạn cứ liên hệ mình. Thì tất cả những gì mình cần nói nãy giờ mình đã nói hết rồi. Đó các bạn cứ thế mà các bạn làm thôi ha. Thì có một số người vào đây đã phá mình và đưa ra những cái thông tin trái chiều là bảo là ở trên Shopee, trên Lazada, trên Sen Đỏ nói chung là trên những cái trang thương mại điện tử bán hàng á là mua rất là rẻ, chỉ có mấy chục ngàn hoặc là trăm ngàn thôi thì mình nói thật các bạn, rất là rẻ luôn rất là rẻ, nhưng mà tại sao mình không mua những cái suộc đó mà mình lại uh, bán cho các bạn giá rất là mắc nói thật các bạn là một cái USB 64GB này á nó mình mua giá từ Sandisk luôn Mình nhập từ Sandisk luôn Cái giá của nó là hơn 200 ngàn các bạn nhé Hơn 200 ngàn, nó không bao nhiêu tiền hơn 200 ngàn Mình bán ở đây cái giá 499 ngàn là mình bán cái giá trị ở bên trong cái USB này Chứ còn cái USB này nó chả có cái giá là bao nhiêu cả Cái giá nó không đáng kể các bạn nhá, Nó thật luôn, cái giá nó không là bao nhiêu cả còn à, mình quay trở lại cái vấn đề là nhiều bạn nói là cái USB này mua chỉ mấy chục ngàn hoặc là một trăm ngàn đúng không? Những cái USB đó rất là nhiều luôn Nhưng mà không mua Lý do vì sao Bởi vì Khi mà bấm vào xem á Thì Đều không có bảo hành các bạn Đều không có bảo hành Và không rõ nguồn gốc xuất xứ Ví dụ như cái USB này mình mua đó Là nó có xuất xứ là từ Malaysia các bạn Các bạn nhìn những cái dòng chữ ở phía sau này Nó sẽ có là xuất xứ là của Malaysia Đấy các bạn thấy không Make in Malaysia này Đó Còn những cái USB mà bán chỉ có mấy chục ngàn hoặc là trăm ngàn hoặc hơn trăm ngàn ở trên các trang mạng trên uh, điện tử đó thì mình thấy là không có đề bảo hành ở cái phần bảo hành ghi là không bảo hành và nguồn gốc xuất xứ không có cho nên mình không dám mua luôn các bạn không dám mua đó còn thằng này thì các bạn cứ yên tâm tại vì mình nhập trực tiếp từ Sandisk về các bạn nhé nhập trực tiếp từ Sandisk về luôn bảo hành 5 năm và nguồn gốc xuất xứ là từ Malaysia cho nên các bạn cứ yên tâm thì tới đây nhiều bạn bảo tại sao không nhập trực tiếp từ Sandisk nữa thì các bạn cứ yên tâm thì các bạn vào Sandisk các bạn coi Sandisk đã hết hàng rồi Sandisk đã cháy hàng rồi các bạn đã cháy hàng và người ta không làm nữa luôn ngừng sản xuất cái loại 64 g này chỉ còn 16 và 32 thôi thì hiện tại bây giờ ấy, ở những cái nguồn hàng mà mình nhập ấy, các bạn biết sao không? Tại vì người ta lấy một cái số lượng rất là lớn Những cái đại lý này người ta lấy số lượng rất là lớn người ta Ví dụ như một cái à, loại hàng cái này đi Khi mà ra mắt phát Người ta cửa hàng lớn mà Người ta lấy về vài chục thùng người ta có để đấy Thấy không? Vài chục thùng phải nói là vài chục thùng Mỗi thùng có 50 cái hay trăm cái người ta cứ để đấy Sau bắt đầu là người ta sẽ phân phát dần cho những cái cửa hàng nhỏ Để người ta bán lẻ dần Cho nên là người ta còn trữ lại khá là nhiều thì mình cũng tìm được một vài chuột hàng thì có chỗ thì còn trăm cái, có chỗ còn năm chục cái, ấy ví dụ vậy thì mình sẽ lấy về và mình phục vụ cho các bạn đến khi nào mà người ta không còn nữa thì thôi thì mình cũng đành chịu đến lúc đấy thì chắc là phải chuyển sang một cái hãng khác các bạn nhá, chuyển sang một cái hãng khác chứ cái này hết rồi cũng không thể làm gì được ha. Rồi thì đây là một số cái thông tin mà mình muốn chia sẻ các bạn trong cái video ngày hôm nay. Đúng lý là livestream thì mình sẽ nói nhiều hơn, tại vì có thời gian nhiều ấy chúng ta sẽ ngồi chúng ta nói thì nó sẽ rõ ràng hơn còn cái video offline này thì nhiều khi nói mình không thể nhớ hết được những cái điều mà mình cần nói các bạn thì các bạn mà có thắc mắc gì thì các bạn cứ để lại cái dòng comment ở phía dưới cái video này mình sẽ tổng hợp lại và mình sẽ trả lời cho các bạn ha còn những cái người mình gọi thẳng là những cái thằng mà vào đây đã phá để muốn là phá hoại để cho mình không bán được ấy thì các bạn cứ yên tâm đi Càng đả phá Mình bán càng được nhiều Và mình nói thật các bạn là Những thằng này Không bao giờ mua được sản phẩm của mình Và cũng không có tiền để mà mua Cho dù có tiền để mua Cũng không dám mua Các bạn nhé Đó Chốt lại một câu như vậy Rồi cái video này Mình xin tạm dừng tại đây Cảm ơn các bạn đã theo dõi Và hẹn gặp lại các bạn Vào những video tiếp theo Bye bye